tất cả các anh chị nhá. Hôm nay em giới thiệu với các anh chị về cái nút bọc vải hai lỗ. Đây là cái thành phẩm của nó này, hai lỗ đây. Đó. Quy trình của nó là mình phải có 3 máy như vậy. Đó. Máy bọc vải. Máy đục lỗ này. Và máy đóng hai con OJ này. Máy của bên em thì nó khác tất cả với so với các cái cơ sở khác nhá. Máy đây. Đó, máy đục lỗ đây. Sau đây em sẽ bọc thử nhé. Đây là cái cuối bọc vải này. Nó đủ với tất cả các loại size nhé. 12, 16, 18, 20, 25, 28 là nhiều size đó. Rồi ai muốn làm size nào thì em làm cho size đó. Đây là cái cuối bọc vải của nó nhé. Em test thử này. Cái vải em cắt sẵn đây. Nó có hai cái nắp, nắp nhỏ, nắp to. Thì cái nắp to thì mình lấy vào đây. Đó, mình đặt lên giữa này. Đó, mình lấy cái này. Rồi, khi ấn vải nó xuống hết rồi đúng không? Đó, cái bên này, cái nắp bên này này, mình đặt ngửa nó lên. Đặt ngửa nó lên như thế này. Đặt vào đây. Đó.